Xin chào các tình yêu của em. Từ hôm bữa giờ là mùng 5 tháng 5 chúng ta ăn hơi bị nhiều. Em cũng ăn hơi bị nhiều cho nên là em đã lên ký lại. Bây giờ là phải giảm cho về số ký 57. Cho nên là hôm nay uống giảm cân. Giờ trước khi uống em cũng tư vấn cho mọi người như vậy ha. Cái giảm cân này nó chỉ có tác dụng 12 tiếng đối với cơ thể chúng ta. 12 tiếng thôi. Tức là nó sẽ giảm cân, hủy mỡ và đào thải mỡ qua đường bạch tiết, có thể là đổ mồ hôi hoặc mình đi vệ sinh đi tiểu đó. Nhưng mà mọi người có biết nó không tồn tại trong cơ thể chúng ta suốt. Cho nên là khi giảm cân thành công rồi thì chúng ta phải tập lại một cái chế độ ăn uống như thế nào cho phù hợp ha. Chứ không phải mà mình giảm cân thành công rồi mình khi mà mình thèm mình ăn cho nhiều vô, mình thèm mà ăn cho đã rồi cái đổ thừa là tại vì giảm cân á không hiệu quả. Giảm xong rồi lên lại, không phải là như vậy. Nó có tác dụng giảm cân, hủy mỡ trong lúc mình sử dụng. Khi mình sử dụng xong rồi thì cái chế độ ăn uống của mình phải phù hợp lại. Mình không cần tập luyện gì hết, mình cũng không cần uống dặm. Nếu mà cái chế độ ăn uống của mình phù hợp, hợp lý thì sẽ không bị tăng cân lại. Còn nếu mà bạn thèm quá, bạn ăn nhiều quá thì tôi hứa với bạn là không có thuốc nào mà trị khỏi cái giảm cân, trị khỏi cái béo phì, cái tăng cân của bạn luôn. Em nói thật. Tại vì á mình sử dụng thuốc khi mình không có điều kiện để tập thể dục, không có điều kiện để mà gọi là có một cái chế độ ăn uống phù hợp với nó để mình giảm cho nhanh, giảm cho hiệu quả. Nhưng mà cái này là không có tác dụng phụ hết, cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Cần gì thì cứ inbox cho em. Còn mình nói mà giảm cân xong rồi mà bị lên lại đổ thừa tại thuốc không hiệu quả là tầm bậy sai. Tại vì người ta uống là người ta giảm được rồi thì mắc cái gì đổ thừa, thuốc không có tác dụng. Tại do mình thôi, là do bản thân của mình ỷ y. Thuốc đâu có tác dụng suốt cuộc đời đâu, mà mình uống xong mình giảm xong rồi nó suốt cuộc đời nó không lên lại. Đúng không? Thuốc mình không có tác dụng suốt cuộc đời. Thuốc đó em không hiểu thuốc gì luôn á, thuốc tiên cũng không được luôn á. Thuốc tiên nó cũng có tác dụng trong lúc đó thôi chứ mắc gì á, tác dụng suốt cuộc đời. Uống cái thuốc này vô mà có tác dụng suốt cuộc đời á, không lên ký lại á thì ai mà bán giảm cân nữa. Nhưng mà lệ thuộc vào mình, lệ thuộc vào mình là chính. Khi mà mình do mình tăng cân là sao sinh, do tăng cân do ăn uống không điều độ là do mình ăn tối ăn đêm hay này đặc kia vậy đó, nó là một bệnh lý hay sao đó, một bệnh lý tăng cân béo phì đó, thì nên sử dụng cái sản phẩm này. Xong rồi khi giảm cân về cái số ký ban đầu, mình tập một cái chế độ ăn uống điều đặn lại thì số ký mình sẽ không lên nữa. Đẹp da giữ dáng nha, giảm cân đẹp da giữ dáng. Tại sao em nói cái này là uống là đẹp da giữ dáng? Tại vì nó có collagen. Cái collagen trong thành phần cái sản phẩm này, em đọc cho mọi người nha nha. Mỗi viên nang 500mg chứa đẳng sâm, lá sen, tinh bột nghệ, chè vàng, tinh dầu bưởi, chùm ngay linh chi vàng, khổ qua, và đặc biệt là bổ sung 25mg collagen để hỗ trợ cái da của mình. Khi mà mình giảm cân thành công, cái da của mình nó sẽ không bị nhăn, không bị nhão, không bị gọi là già đi. Chứ mà uống cái giảm cân xong rồi mọi người nghĩ em xuống 20kg mà cái da em nó thun lại thì tưởng tượng như cỡ nào nó già mà nó xấu ha. Còn cái da mặt nó đẹp thì mình phải xài mỹ phẩm. Cho nên là mọi người nó đừng hỏi tại sao cái da mặt bóng. Cái mặt em cũng không bóng lắm tại sử dụng app một xíu cho nên nó trắng thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là nó sẽ điều màu hơn rồi, đỡ lắm rồi. Cái giảm cân em nói thêm, mọi người giảm cân đi không phải là để em bán được cái sản phẩm. Cái sản phẩm là mọi người tin tưởng thì mọi người cứ sử dụng ha. Còn sản phẩm bên nhà em thì em tin tưởng nên em sử dụng và em bán. Cho nên là mọi người giảm cân để làm gì? Để hạn chế đột quỵ, mỡ máu, mỡ gan, mỡ tim, mỡ nội tạng. Tất cả những cái mỡ đó đóng lại ở trên cái phần nội tạng của chúng ta, nhất là nó đóng ở trên máu. Mỡ máu là em nói với mọi người nó rất là dễ nguy cơ đột quỵ cao, rất là cao. Tại vì sao? Mỡ nó đóng lại. Mọi người tưởng tượng đi, một cái ống nước của mình đi, nước nó chảy mình rửa xả hàng ngày đi, nhưng mà mình không coi lại khi mà mình rửa, mỡ dầu nó sẽ đóng vào trong cái ống nước đó. Từ từ cái ống nước nó sẽ bị tắc nghẽn. Lý do là mỡ nó đóng trong đó, nước không chảy được.
giống như mỡ mà đóng trong máu, nó sẽ làm tắc cái tích mạch máu, rất là nguy hiểm. Em nói thật, không phải là để em bán được thuốc mà em tư vấn mọi người như vậy. Mọi người đi khám bác sĩ vẫn khuyên mình như thế nào, giảm dầu mỡ để làm chi? Không phải là mình tiêu quá hết là hết đâu, không, nó sẽ tích lại trong cơ thể mình một phần nào đó nếu nó là một cái chất béo cứng đầu. Hồi xưa em học cái chất béo cứng đầu á, nói chung là học bây giờ nói thì hơi sai sai, nhưng mà cái chất béo cứng đầu nó sẽ đóng lại và từ từ nó nở ra, nó sẽ tích thêm những cái mỡ khác. Tức là bây giờ nó là một cái cục đá đi, nó là một cái cục đá, cục sạn đi, thì từ từ cái cục sạn ở trong người nó sẽ lớn ra, nó sẽ tích lại và lớn ra, cho nên cái mỡ máu nó sẽ rất là nguy hiểm, ngày càng nhiều chứ nó không ít đi. Cho nên là giảm cân bằng mọi cách, có thời gian thì tập thể dục, không có thời gian thì mình sử dụng những cái sản phẩm nó an toàn hiệu quả cho sức khỏe của mình ha, chứ đừng có sử dụng tầm bậy tầm bạ rồi đổ thừa là nó kêu tôi giảm cân xong rồi uống vô tôi bệnh. Bây giờ phải uống giảm cân mà em còn đi làm công chuyện nữa, hôm nay nhẹ cũng nhiều năm, cho nên là em phải làm công chuyện nữa, tức là sau khi ăn sáng xong là tranh thủ em uống giảm cân để mà em quay cái clip này. Còn mà không á thì một hồi ăn cho no cho cố vô uống cái giảm cân này hả, nó không có tác dụng. Cần cứ liên hệ, em sẽ tư vấn trực tiếp từng cái sản phẩm. Nói chung là em sử dụng cái gì hiệu quả ok là em sẽ tư vấn với mọi người, còn cái gì mà không ok, không hiệu quả, bán để làm gì? Cái thứ nhất là mất tính, mất chữ tín, đời em là gì? Chữ tín để đầu ha, mất niềm tin của khách hàng, xong rồi khách chửi. Cái thứ hai là sợ người ta chửi dữ lắm, sợ người ta chửi cái đúng là mình rất là sợ, mà người ta chửi cái sai thì mình có thể mình chửi lại nha, còn người ta chửi cái đúng là bán đồ dởm đồ này kia không hiệu quả, sợ lắm. Cho nên là mọi người cứ yên tâm ha, em sử dụng cái gì thì em bán cái đó, nhưng mà phải hiệu quả em mới sử dụng lâu dài và bán được, còn mà không hiệu quả không. Bye bye sớm, chào tạm biệt các tình yêu của em nha, chúc mọi người một nói chung là chúc mọi người sẽ tìm được cái niềm tin sau khi nghe được em tư vấn ha.